Chào anh em, hôm nay shop ná cao su sẽ hướng dẫn anh em cách lắp bộ ná cao su này. Thì khi mà anh em nhận hàng từ shop ná cao su trong online thì một bộ ná cao su đầy đủ sẽ bao gồm một thân ná này, ba bộ dây này, 100 viên bi kèm theo. Cùng với đó là trong bộ ná này thì nó sẽ có các cái dụng cụ lắp ráp đi kèm. Đó, thì để lắp ráp bộ ná này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Mình tạm thời bỏ dây và bi sang. Thứ nhất là thân ná thì được làm bằng inox 304, rất là chắc chắn, bền, chống rỉ. Đó. Có biểu tượng logo Mercedes ở đây. Bây giờ chúng ta tháo lắp thì chúng ta sẽ lấy bộ dụng cụ tháo lắp của nó ra. Trong bộ dụng cụ tháo lắp này thì sẽ có một đèn laser, thước ngắm, ốc và đai cùng với lại dụng cụ để cho chúng ta lắp sẽ có đầy đủ như thế này. Bây giờ để lắp thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp laser trước hoặc là kính ngắm trước cũng được. Thì ở đây các bạn để ý nó sẽ có hai cái tay vặn ốc. Đó, chúng ta vặn sang bên trái để mở ra và vặn sang bên phải để siết vào. Và laser và thước ngắm chúng ta sẽ lắp lên trên hai cái khe ở phía bên trên này. Đó, và chúng ta khi mà chúng ta bắn là chúng ta sẽ hướng hai cái đai ốc này về phía đằng trước. Về đằng trước như thế này. Đó, cho nên là khi mà chúng ta lắp ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ xoay theo cái chiều để như này để chúng ta lắp cho nó chuẩn hướng. Và laser chúng ta sẽ lắp phía bên trái, còn thước ngắm chúng ta sẽ lắp phía bên phải. Bây giờ mình có thể lắp thước ngắm trước. Thì các bạn lưu ý là cái phần có những cái lỗ này chúng ta sẽ để hướng lên trên. Đó, chúng ta sẽ cài cái phần thước ngắm vào đây. Đó, như thế này. Đó, và phía bên này chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái khe ốc nhỏ ở chỗ này. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ốc màu đen này, ốc nhỏ màu đen để chúng ta sẽ lắp vào đây. Đó, và chúng ta đặt làm sao cho cái thước ngắm chúng ta nó vừa với lại cái khu vực chỗ vòng cung của cái ná này, để tránh khi mà chúng ta bắn là nó sẽ bị vướng vào đây. Đó, chúng ta sẽ lấy tay chúng ta giữ để cho đảm bảo cho cái ná, cái thước ngắm của chúng ta nó nằm đúng cái vị trí này. Đó, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ lục giác này. Đó, thì chúng ta sẽ vặn cái ốc màu đen lại. Các bạn vặn chặt lại. Đó, như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang lắp laser. Lắp laser thì chúng ta ở đây có một cái dụng cụ cũng tương tự như thước ngắm như thế này. Đó, và chúng ta cũng sẽ đặt cái phần có những cái lỗ này hướng lên trên. Chúng ta sẽ đặt như thế này. Đó, và laser chúng ta quay ra đằng trước nhé các bạn. Laser chúng ta quay ra đằng trước. Cho nên là nó sẽ quay cùng hướng với lại cái đầu ốc này. Chúng ta sẽ đặt như này. Đây là chỗ phần laser sẽ chiếu ra. Đó, và chúng ta sẽ vặn cái đai ốc này vào trong cái phần laser này và phần đầu laser này. Đó, để cho nó thắt chặt laser lại. Đó, như vậy. Và tương tự chúng ta cũng sẽ sử dụng nốt cái đầu ốc màu đen này để chúng ta lắp chặt laser lại. Đó, chúng ta lại sử dụng cái lục giác để chúng ta vặn thật chặt. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành lắp phần thước ngắm và phần laser vào. Đó, và để kiểm tra laser thì các bạn xoay cái núm phía đằng sau laser này. Chúng ta sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Đó, chúng ta xoay xuống và thấy đèn laser sáng như thế này. Đó, như vậy là laser chúng ta hoạt động bình thường. Đó, chúng ta xoay sang phía bên phải, xoay sang ngược chiều kim đồng hồ từ phải sang trái. Đó, thì laser của chúng ta sẽ tắt đi. Đó, và các bạn nhớ là thắt chặt lại cái phần đai ốc ở chỗ đầu laser này để nó giữ laser được chặt. Đó, chúng ta giữ phần đai ốc và vặn phần laser đằng sau, nó sẽ giữ rất là chắc chắn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang lắp cái phần dây. Phần dây thì chúng ta sẽ lắp vào trong cái khe đằng sau này. Đó, thì chúng ta sẽ tháo cái hai cái ốc này ra. Đó, chúng ta tháo cẩn thận vì bên trong nó sẽ có một cái lò xo. Đó, các bạn tháo hai cái miếng đai ốc này ra như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt dây vào khe này và chúng ta sẽ ốp cái miếng này lên. Đó, và chúng ta lại vặn lại ốc là dây chúng ta sẽ được thắt rất là chặt. Đây là dây của chúng ta. Dây đây là dây cao su hai lớp. Đó, một mặt đỏ và một mặt vàng. Rất là chắc chắn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Và dưới này là cái phần để chúng ta sẽ nạp đạn vào đây. Thì bạn lưu ý là chúng ta sẽ đặt đạn vào cái phần mặt màu trắng này. Đó. Còn cái mặt xanh, mặt màu đậm hơn thì chúng ta sẽ để bên ngoài, chúng ta sẽ cầm như thế này. Đó, còn phần này chúng ta sẽ đặt đạn vào cho nên mặt này nó sẽ hướng vào trong. Đó, khi hướng vào trong thì chúng ta cần phải xác định, chúng ta đặt dây như thế này đã. Và chúng ta cầm như này, có nghĩa là cái mặt đỏ này nó sẽ hướng lên trên.
Tùy một số dây nhé, có những số dây thì mặt vàng hoặc mặt xanh sẽ hướng lên trên, một số dây thì mặt đỏ nó sẽ hướng lên trên, nó tùy theo cái phần lòng bên trong mà chúng ta đặt đạn này, cho các bạn căn chỉnh làm sao cho nó cầm chúng ta thấy thuận tay đã. Chúng ta sẽ cầm như thế này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lắp vào phía bên trong này, thì chúng ta sẽ đặt cái dây của chúng ta vào đây. Đó, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái miếng này, chúng ta sẽ ốp vào. Đó. Rồi, các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta ốp vào thì chúng ta ốp làm sao để cho cái dây của chúng ta nó nằm hết được chỗ cái phần khe này. Đó, chúng ta để ý nhé, các bạn để ý này. Đó, phần dây chúng ta sẽ phải nằm hết đến cái khe này. Đó, và chúng ta sẽ sử dụng cái đai ốc này để chúng ta thắt chặt vào. Đó, chúng ta có thể sử dụng tốc nô vít với cái đầu hai cạnh này và chúng ta vặn chặt vào, nó sẽ rất là chắc chắn. Đó, như vậy là chúng ta lắp xong một dây rất là chắc chắn. Tương tự như vậy chúng ta sẽ lắp đến dây thứ hai, chúng ta cũng đặt dây của chúng ta như vậy, sử dụng cái miếng này chúng ta ốp vào đây. Và các bạn nhớ là đặt dây của chúng ta sao cho nó hết được cái phần khe đó thì nó sẽ chắc, giữ chắc và nó sẽ cân cái dây của chúng ta, cả hai bên nó sẽ đều cân. Tương tự như vậy anh em sử dụng tông vít, chúng ta thắt chặt phần dây còn lại. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc lắp chiếc ná cao su. Đó, khi mà anh em sử dụng thì anh em vặn cái laser lên để chúng ta ngắm cho chuẩn xác. Rồi, và anh em lưu ý rằng là khi mà chúng ta lắp thì cái phần bên trên này chúng ta phải để ý là chúng ta lắp thật là khít và chặt. Đó, để tránh trường hợp trong quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ bị bung dây hoặc là nó lệch hướng viên đạn của chúng ta. Đó. Còn đây là viên đạn của chúng ta. Đó. Viên đạn này thì khi mà em mua là một bộ này là mình đã tặng anh em là hơn 100 viên. Đó, và anh em có thể sử dụng hoặc là mua thêm của bên mình cũng sẽ bán thêm cả đạn và dây. Đó, thì anh em cần mua trọn bộ hoặc là chúng ta mua riêng đạn hoặc là riêng dây này thì anh em liên hệ với ná cao su online hoặc là hotline 0826 38326. Chúc anh em thành công.